Bác Hải bác làm cái cổng tường rào đẹp phết. Ông đi mua mì tôm, ông đi mua bia rồi. Nhà của ông ngoại đấy, ngày xưa đấy. Cái cột này anh xây vẫn còn nguyên đây nhỉ? Cột nào anh xây? Cột anh đắp đây, anh xây đây. Hai cái đây. Hai gang, giờ khỏe thành đích. Nhà này bác chưa sơn lên được, sơn lên thì cũng đẹp đây.